thành phố Di An phấn đấu hoàn thành công tác đền bù giải tỏa đường vành đai 3 trong quý 2 năm 2024. Vào ngày mai 22 tháng 4, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ khởi công thi công xây dựng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua thành phố Di An. Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, thời gian qua tỉnh Bình Dương có nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp, chủ động kết nối tương tác giữa sách và người đọc, được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Chuyên mục Cuộc sống quanh ta tuần này mời quý vị thưởng thức món ăn hot trend nghe là thèm, được nhiều bạn trẻ yêu thích trên quê hương Bình Dương. Phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 4. Xin chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 4, và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, dự án cuối cùng thuộc tuyến cao tốc huyết mạch chiến lược Bắc Nam, phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dự án tuyến đường bộ cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng chiều dài khoảng 59,87 km, tổng mức đầu tư dự án là 11.024 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2026. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, mở ra không gian phát triển mới, kết nối giao thông, kết nối kinh tế vùng, là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công 3K 4 kiếp, xuyên ngày nghỉ, xuyên Tết, vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Chỉ bàn làm, không bàn lùi, tin tưởng nhân dân tiếp tục ủng hộ dự án, hỗ trợ các nhà quản lý, nhà đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án, đạt mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện hóa mục tiêu chiến lược, đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Sau một thời gian chuẩn bị các bước trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, vào ngày mai 22 tháng 4, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ khởi công thi công xây dựng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thành phố Dĩ An. Để triển khai thực hiện dự án đường vành đai 3 khu vực nút giao Tân Dạng, có 511 trường hợp phải thực hiện bồi thường, giải tỏa nằm ở hai phường Bình Thắng và Bình An, thành phố Dĩ An, với diện tích thu hồi khoảng 350.000 m², trong đó có 429 trường hợp thu hồi đất và 82 trường hợp chỉ có tài sản trên đất, với số tiền dự kiến phục vụ cho công tác đền bù giải tỏa là 3.339 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện các bước, công tác đo đạc, kiểm đếm, thiết lập hồ sơ bồi thường đạt tỷ lệ 100%, công tác chi trả tiền bồi thường được 34 đợt, với tổng giá trị giải ngân bồi thường là trên 2.582 tỷ đồng. Thì cũng đồng lòng với chủ trương chính sách của nhà nước là lấy đất làm đường, giao đất làm đường để mà phát triển kinh tế cho đất nước và cho xã hội. Thì bản thân tụi tôi thì chấp nhận để giao đất đi để mà nhà nước hoàn thành cái công việc của mình. Về tiếp nhận mặt bằng, đến thời điểm này đã tiếp nhận mặt bằng sạch được 5 đợt, 34 trường hợp tại các vị trí đường xa lộ Hà Nội DT743 Mỹ Phước Tân Dạng, đường Nguyễn Xiển, đường Giáo sứ Nghĩa Sơn, đường đất, đường bê tông với diện tích gần 197.000 m², chiếm tỷ lệ 56%. Riêng vị trí nút giao Mỹ Phước Tân Dạng đã tiếp nhận mặt bằng diện tích khoảng 8.600 m² trên 30.000 m² của hai trường hợp, ông Ngô Duy Tân và công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Châu. Hiện thành phố Dĩ An đang tiếp tục khảo sát tập trung bàn giao phần đất công diện tích còn lại khoảng 20.600 m² và các hộ dân đủ điều kiện tiếp nhận. Một số trường hợp còn vướng, ví dụ như định giá đất hoặc là cái suất vốn đầu tư hạ tầng, thì hiện nay chúng tôi đang tập trung tháo gỡ và sẽ tổng hợp để trình cho Sở Tài chính cũng như là Sở Xây dựng để phê duyệt, để làm cơ sở chúng tôi thực hiện cái công tác đền bù cái chính sách, hỗ trợ chính sách đối với cái suất đầu tư hạ tầng ấy. Thì trên cơ sở đó thì cũng sẽ tạo cái sự đồng thuận cho người dân giao nền. Nên công tác chuẩn bị cái nền cho tái định cư của đường vành đai 3 nhìn chung là ổn.
thành phố Dĩ An phấn đấu đến hết quý 2 năm 2024 hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tiếp nhận mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công. Mới đây, trong buổi làm việc với thành phố Dĩ An, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu thành phố Dĩ An cần phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ. Về những vướng mắc như bồi thường di dời điện mặt trời và thẩm định giá trị suất đầu tư hạ tầng để hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện tái định cư, nhưng từ chối không nhận nền mà tự lo chỗ ở mới, đã được Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Công Thương và Sở Tài chính tỉnh Bình Dương hỗ trợ địa phương tháo gỡ. Hôm nay ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam truyền tải 4 thông điệp là sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Dương có nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa, góp phần lan tỏa các thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc đến với cộng đồng. Đây là năm thứ 3 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra, với mục tiêu đưa sách tới càng nhiều người đọc càng tốt. Theo đó, các hoạt động giới thiệu quảng bá sách được thực hiện đa dạng phong phú bằng nhiều hình thức khác nhau, như hội thi tuyên truyền sách, triển lãm sách và tư liệu, ngày hội sách với thiếu nhi. Qua đó, kết nối bạn đọc, lan tỏa sâu rộng giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội. Chúng tôi tổ chức cái cuộc triển lãm sách tại thư viện tỉnh, rồi tổ chức các hoạt động về cái ngày hội sách, tổ chức diễu hành với lại xe loa lưu động và xe thư viện lưu động cùng với 50 bạn đoàn viên thanh niên cổ động ở các tuyến đường trong nội ô thành phố Thủ Dầu Một. Nổi bật hơn là chúng tôi đã tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề là giáo viên người truyền cảm hứng cho văn hóa đọc. Ngày Sách và Văn hóa đọc hàng năm là ngày hội của những người yêu sách. Không quan trọng là đọc theo phương thức truyền thống hay hiện đại. Điều cốt yếu là niềm yêu thích đọc sách và xem sách như một người bạn thân thiết, đồng hành trên khắp mọi nẻo đường của cuộc đời. Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, thời gian qua, tỉnh Bình Dương có nhiều mô hình cách làm phù hợp như thư viện xanh, thư viện lưu động, cà phê sách, tặng sách thay hoa. Các mô hình cho thấy tính chủ động kết nối, tương tác giữa sách và người đọc được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Phong trào đọc của Bình Dương, nhất là trong lực lượng sinh viên, học sinh thì ngày càng phát triển hơn. Các em, nhiều em biết đến thư viện và cũng thường xuyên đến với thư viện để đọc sách. Ngoài ra thì ở tại mỗi trường học đều có xây dựng cái thư viện riêng. Trong đó thì trong từng cái phòng học thì có những cái gốc đọc góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Em lại có một cái cuốn, đó chính là Trích Dẫn Từ Trái Tim. Em thích, em rất là thích đọc cuốn đó bởi vì là nó khiến cho em là cảm thấy được là những cái điều tốt đẹp trên đời này đều nằm trong đó hết. Và khi mà em đọc sách như vậy thì em nghĩ là thứ nhất là em sẽ có thể tiếp thu thêm được những cái lượng kiến thức mới, và thứ hai nữa là em có thể thấu hiểu hơn cái lòng người thông qua quyển sách đó. Cuộc đời của mỗi người là hữu hạn, nhưng kiến thức là vô hạn. Từ xa xưa, cha ông ta đã coi việc đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Không chỉ làm giàu vốn hiểu biết, những trang sách còn mang đến nhiều lợi ích cho người đọc. Vì vậy, hình thành thói quen đọc sách là trải nghiệm, quyền lợi của mỗi người. Thông qua những trang sách, con người có thêm động lực, niềm tin để hoàn thiện tri thức, tâm hồn và sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Tiếp tục giới thiệu đến quý vị tư liệu lịch sử về những mốc son trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Chương trình hôm nay chuyển đến quý vị sự kiện lịch sử ngày 21 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, ngày này cách đây 49 năm, quân ta hoàn toàn làm chủ thị xã Xuân Lộc. Toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng. Thắng lợi của chiến dịch tiến công Xuân Lộc Long Khánh đã đập tan cánh cửa thép, án ngữ cửa ngõ phía đông Sài Gòn, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch và làm suy sụp nhanh tinh thần chiến đấu của quân ngụy còn lại trên toàn miền Nam. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, sư đoàn 10 binh đoàn Tây Nguyên về tới địa điểm tập kết tại Củ Chi. Cho đến lúc này, tham gia chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn Gia Định,
ta đã tập hợp các binh đoàn, một lực lượng tương đương binh đoàn và hầu hết các binh chủng kỹ thuật thuộc lực lượng dự bị chiến lược, lực lượng quân sự chính trị của quân khu 7 và thành phố Sài Gòn Gia Định. Tại Sài Gòn, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức Tổng thống ngụy quyền, thu vén của cải bỏ chạy ra nước ngoài. Tổng thống Trần Văn Hương lên thay, trong tình thế sức tàn hơi kiệt, đã báo hiệu sự cáo chung cho cả chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Trước những thắng lợi to lớn của ta ở chiến trường miền Nam, chính quyền Fort Kissinger của Mỹ ra lệnh di tản. Một lực lượng lớn không quân hải quân Mỹ gồm 35 tàu chiến, 4 chiếc tàu sân bay và hàng trăm máy bay hoạt động hỗn loạn, chỉ để phục vụ cho một cuộc rút chạy hoảng loạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 1975 của người Mỹ lẫn quân ngụy Sài Gòn. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng giao thông và sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành logistics ở Bình Dương phát triển nhanh và mạnh. Tỉnh xác định phát triển logistics là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện Bình Dương đang xây dựng hệ sinh thái logistics công nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương. Theo tính toán của các doanh nghiệp dệt may, mặc dù ngành logistics của tỉnh đã phát triển khá tốt, nhưng hiện chi phí vẫn còn cao hơn so với một số nước trên thế giới. Điều này khiến sản phẩm mất lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường quốc tế. Do đó, khi Bình Dương xây dựng hệ sinh thái logistics công nghiệp với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất chi phí, các doanh nghiệp rất mừng. Với những cái định hướng sắp tới phát triển về logistics cũng như là kết hợp với các cái công nghệ mới thì chúng tôi là những người sản xuất và đa số là các cái ngành của chúng tôi là có xuất khẩu liên quan tới logistics kho bãi. Nếu mà được cải thiện với những cái áp dụng những cái phương cách mới thì chúng tôi hy vọng nó sẽ giảm được giá thành và góp phần trong cái việc cạnh tranh về giá cuối cùng của sản phẩm đến người tiêu dùng cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài. Hệ sinh thái logistics công nghiệp mà Bình Dương đang xây dựng hướng đến 3 nội dung trọng tâm là chuyển đổi số, chủ động xanh hóa, hình thành chuỗi cung ứng kết nối toàn cầu. Tỉnh cũng đặt ra 5 nền tảng giá trị cơ bản cho hệ sinh thái, gồm hệ thống kho bãi đa dạng và sẵn sàng cho các loại hàng hóa khác nhau từ ngành công nghiệp đến thương mại điện tử. Hạ tầng giao thông đa phương tiện kết nối xuyên suốt đến các tỉnh thành, cảng hàng không, cảng biển trong khu vực. Vận chuyển nhanh chóng và linh hoạt, tự động hóa và số hóa quy trình thông qua việc ứng dụng công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối, AI trong vận hành và quản lý quy trình luân chuyển hàng hóa, kiểm soát lộ trình, hệ thống giám sát thông minh trong quá trình vận chuyển. Bất kỳ ngành nghề nào muốn phát triển đều phải dựa vào chuỗi cung ứng, dựa vào các khâu thượng nguồn và hạ nguồn. Các công ty khi đến Bình Dương đầu tư, trong giai đoạn ban đầu sẽ cần tìm khách hàng và các nhà cung ứng, từ đó hình thành nên sự liên kết giữa các ngành nghề. Một hệ sinh thái logistics công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp tại Bình Dương là điều cần thiết để phát triển bền vững. Trong thời gian phát triển vừa qua thì có hơn 20 các cái doanh nghiệp logistics là những ông lớn trong cái hệ sinh thái liên quan đến công nghiệp và phục vụ cho các hoạt động logistics cho công nghiệp. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cái sự phát triển theo định hướng chiến lược là phát triển logistics công nghiệp. Song song với đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là ngày nay thương mại điện tử phát triển rất là mạnh mẽ. Do vậy cho nên hầu hết những khách hàng đến từ thương mại điện tử chính là khách hàng người tiêu dùng cuối. Vì vậy cho nên cái sự kết hợp giữa nhà sản xuất, khu vực logistics trung tâm cũng như là nhà tiêu dùng cuối, đó chính là cái định hướng mà sắp tới chúng tôi sẽ nghiên cứu và phát triển. Nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn những nơi có điều kiện tốt về hạ tầng, phát triển dịch vụ logistics. Vì vậy, quan tâm phát triển hệ sinh thái logistics công nghiệp cũng chính là góp phần tạo cơ hội, nền tảng để đón các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về đầu tư làm tại Bình Dương. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy năm 2024. Hội thi thu hút sự tham gia của 10 đội đến từ 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Với 150 thí sinh, đại diện cho 218 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương của thành phố Thuận An. Để chuẩn bị tham gia hội thi, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng thí sinh tham gia, có quá trình tập huấn về lý thuyết và thực hành. Em tham gia hội thi này là vì trước đó em đang du học ở bên nước ngoài, thì sau khi về thì bố với các chú có rủ em là tham gia đội phòng cháy chữa cháy với bố và các chú và đi thi, thì
bố giao lại cho em phần lý thuyết, mà phần lý thuyết đó em giải quyết trong vòng 3 ngày, thì em dành ra từ 4 tiếng trên một ngày để em học. Và sau khi mà tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy với các chú và đi làm phòng cháy chữa cháy ở nhiều nơi, thì em có những kinh nghiệm là em cách xử lý của tình huống của em nó sẽ nhanh hơn, gọn hơn và dứt khoát hơn. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, gồm hai phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết với những phần hỏi đáp được các đội chuẩn bị chu đáo, câu trả lời được thành viên các đội trình bày đầy đủ, lưu loát và chính xác. Phần thi thực hành diễn ra sôi động và hấp dẫn khi các đội thi đã phối hợp thực hiện khá nhuần nhuyễn các kỹ năng, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống xảy ra hỏa hoạn trong thời gian ngắn nhất. Ngay từ đầu, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu 4 đã vận động bà con nhân dân bằng kinh phí xã hội hóa, đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là có xe chữa cháy lưu động để hỗ trợ nhân dân trên toàn địa bàn phường. Qua hội thi đây thì thấy qua cái hội thi về cái công tác phòng cháy chữa cháy rất là thiết thực để nhằm nâng cao ý thức cái tổ liên gia ra, mình có những cái có được những cái giải pháp cũng như có những cái biện pháp để mình thực hiện cũng như là trong cái thời gian công tác phòng cháy chữa cháy. Đánh giá của ban tổ chức, các địa phương đã có quá trình chuẩn bị tốt về mọi mặt, đạt kết quả cao, sát với thực tiễn hoạt động của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo yêu cầu của tình hình mới hiện nay. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng với phương châm 4 tại chỗ được lan rộng trong khắp các khu phố ở các địa phương. Qua cuộc thi này thì công tác tuyên truyền về thực hiện tổ liên gia 4 tại chỗ rất là có ý nghĩa. 4 tại chỗ đây là nhất là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Thì qua quá trình thi này thì cũng phục vụ công tác tuyên truyền đến cho người dân và các hộ gia đình ý thức hơn trong cái công tác chữa cháy và thực hiện trong cái các công tác tổ liên gia, đảm bảo khi mà cháy nổ xảy ra thì cái việc xử lý ngay tại chỗ rất là quan trọng để dập tắt những đám cháy nhỏ mới phát sinh phát triển. Hội thi đã thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và các giải thi lý thuyết, thi thực hành riêng cho các đội có nhiều thành tích. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn đẩy mặn trên sông Sài Gòn từ 23 giờ tối nay ngày 21 tháng 4 đến 3 giờ sáng mai ngày 22 tháng 4. Với lưu lượng xả qua tràn là 120 m khối một giây và tổng lượng xả là 6,91 triệu m khối, không gây ngập úng các xã phường ven sông Sài Gòn. Sau thời gian xả nêu trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam tiếp tục xả tràn duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ. Quý vị đang xem chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Bây giờ là một cuộc sống quanh ta của ngày cuối tuần. Thưa quý vị, trở thành trào lưu hay còn gọi là hot trend từ vài năm trở lại đây, món ăn dân dã gỏi gà măng cụt đang hot trở lại khi các trái măng xanh bắt đầu căng mộng. Cuộc sống quanh ta hôm nay sẽ giới thiệu món ăn đang làm mưa làm gió này tại các miệt vườn Bình Dương. Thank you.
không biết phải nói sao nhưng mà em cảm thấy nó ngon. Mày cảm giác ngon khó tả. Gỏi gà măng cục là cái món ở trên từ năm ngoái rồi. Còn lá thiêu là đặc sản măng cục, ngon nhất cả nước nữa nên là em muốn cùng các bạn thưởng thức lại cái món hot trên này. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ có chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 4. Bộ trên cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp giới chức cấp cao của Trung Quốc tại Thượng Hải và Bắc Kinh để thảo luận về một loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột tại Trung Đông và cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thảo luận về các bước đang được triển khai nhằm thực hiện các cam kết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh song phương ở thị trấn Woodside, bang California hồi tháng 11 năm ngoái về việc nối lại hợp tác chống ma túy, liên lạc giữa quân đội hai nước, hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước. Ngày 20 tháng 4 giờ địa phương, tức ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ khổng lồ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel và 8 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong đó, dự luật viện trợ cho Ukraine nhận được 311 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Đối với gói viện trợ Ukraine, số tiền này sẽ cung cấp gần 14 tỷ đô la Mỹ để đào tạo, trang bị và tài trợ cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Kiev cũng sẽ nhận được 10 tỷ đô la Mỹ dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, trong đó có cả ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng. Sau khi Hạ viện thông qua, các dự luật trên cần được Thượng viện Mỹ phê duyệt trước khi gửi tới cho Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật. Ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine và tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích gay gắt động thái này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ dẫn đến tổn thất và thiệt hại nhiều hơn đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Gói này cũng bao gồm dự luật liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa tại các ngân hàng Mỹ. Về dự luật quy định tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga, ông Peskov cho biết, phía Nga sẽ xác minh những chi tiết của dự luật, đồng thời cảnh báo sẽ hành động theo cách đảm bảo những lợi ích của Nga. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ, nơi có khoảng 170 triệu người sử dụng. TikTok kịch liệt chỉ trích dự luật vừa được thông qua. Người phát ngôn của TikTok cho rằng dự luật sẽ tàn phá 7 triệu doanh nghiệp và đóng cửa một nền tảng đóng góp 24 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ hàng năm. Ngay từ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã nhiều lần đe dọa sẽ cấm TikTok, nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh cấm chính thức nào được đưa ra. Những lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu các cơ quan chính phủ phải xóa TikTok khỏi các thiết bị liên bang vào đầu tháng 3 năm 2023. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tập trung, nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới đối với cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở dải Gaza. Ông Erdogan đưa ra thông điệp trên khi gặp thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, tại Istanbul vào ngày 20 tháng 4. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hai bên bắt đầu hội đàm tại cung điện Dolmabahçe bên bờ eo biển Bosphorus. Trước cuộc hội đàm, Hamas cho biết xung đột tại Gaza sẽ được đề cập, trong khi ông Erdogan không tiết lộ chương trình nghị sự. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Samen Shoukry tại Istanbul, thảo luận về tình hình dải Gaza. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan và thủ lĩnh của Hamas đã thảo luận về cuộc xung đột ở Gaza, sự cần thiết đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo đến người dân ở dải đất này theo cách bền vững và không bị cản trở. Ngoài ra, cuộc thảo luận cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình lâu dài và công bằng trong khu vực. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương hôm nay đến đây là hết.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị.